xã Nam Sơn là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Quỳ Hợp. Bà con người Thái nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Dù đời sống kinh tế chưa thật no đủ, nhưng bà con vẫn giữ được tinh thần lạc quan vốn có, duy trì được nhiều nét văn hóa đẹp của người Thái trong cuộc sống, như tiếng nói, trang phục, nhà ở, dân ca dân vũ và các phong tục đẹp trong lễ Tết cưới hỏi. Những nét độc đáo trong Tết cổ truyền của người Thái nơi đây vẫn được lưu giữ và phát huy. Chúng ta sẽ đến bản Cà Vạt, xã Nam Sơn của huyện Quỳ Hợp để cùng chung niềm vui đón năm mới với bà con nơi đây. Vào những ngày cuối tháng Chạp, người Thái ở nơi đây đã nghỉ việc đồng áng để chuẩn bị củi đun, lá dong, lương thực thực phẩm để đón năm mới. Đến chiều 29 Tết, bà con làm bánh ngọt để cúng thần bếp, để cảm ơn một năm qua, thần bếp đã luôn giữ lửa cho gia đình, không để hỏa hoạn xảy ra. Đồng thời xin thần bếp tiếp tục giúp đỡ gia đình. Đối với người Thái, lửa có vị trí hết sức quan trọng. Không những duy trì công việc nấu nướng, mà còn là vũ khí xua đuổi tà ma, thú dữ. Để làm bánh ngọt, bà con ngâm nếp rồi giã thành bột. Bánh ngọt nơi đây như là bánh trôi nước của người miền xuôi. Sau khi nhào bột thật nhuyễn, bà con nặn thành những chiếc bánh tròn nhỏ, đun mật mía thật sôi rồi cho bánh vào. Sau khi cúng cho thần bếp thì bà con đưa bánh ngọt lên cúng ở bàn thờ gia tiên. Tùy theo sắp xếp của mỗi gia đình, nhưng hầu như vào ngày 29 và ngày 30 tháng Chạp là mọi nhà đã gói bánh chưng và chuẩn bị các lễ vật thờ cúng cho ngày Tết. Mỗi người một việc để chuẩn bị đón năm mới. Phụ nữ thì đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn. Đàn ông thì thực hiện những phần việc liên quan đến sự linh thiêng. Rồi đến lúc gói bánh chưng, mọi người đều quây quần đông đủ. Người Thái ở nơi đây gói 3 loại bánh cho ngày Tết. Đó là bánh vuông, bánh tép và bánh sừng trâu. Bánh tép tượng trưng cho chiếc bao dao mà hàng ngày vẫn theo bà con lên nương, lên rẫy. Ngụ ý là sự bao bọc, là trụ cột vững chãi cho gia đình. Bánh vuông tượng trưng cho mặt đất bao la, là những đồng lúa bãi ngô xanh tốt. Bánh sừng trâu dùng để cúng thần trâu, để cầu mong cho con trâu khỏe mạnh, để có sức kéo cày. Các loại bánh thờ cúng vào dịp Tết của người Thái nơi đây gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp,
thể hiện sự trân trọng, biết ơn của bà con đối với thiên nhiên, vạn vật. Với người Thái ở xã Nam Sơn, thịt lợn cũng là món không thể thiếu trong dịp Tết. Nhà có điều kiện thì làm thịt một con lợn, hoặc mấy anh em chung nhau mổ một con. Nếu nhà không có điều kiện thì ra chợ mua. Và nhất định phải có thủ lợn để thờ cúng tổ tiên. Có vòng cổ lợn để đi Tết ông bà ngoại và ông mối bà Mai. Điều đặc biệt của người Thái trong dịp Tết nhất định phải có cá nướng để thờ cúng thần sông. Vì những hoạt động của người Thái thường gắn liền với sông suối, với truyền thống trải lưới trên sông. Món cá nướng dùng để cảm ơn thần sông, thần suối đã cho cá thành đàn, thành bầy để cầu mong cho năm mới bà con quăng lưới, thả chài sẽ được nhiều tôm, nhiều cá. Trong mâm cúng của người Thái ở xã Nam Sơn còn có món mọc. Mọc được làm từ bột nếp, cá, thịt gà hoặc thịt lợn và cây chuối rừng. Đây là món ăn truyền thống rất đặc trưng của đồng bào Thái và chỉ được làm trong dịp lễ Tết hoặc những dịp đặc biệt vì cách làm rất cầu kỳ, mất nhiều thời gian. Người Thái ở nơi đây có tục cúng vào đêm 30 Tết, đúng vào thời khắc giao thừa. Mâm cỗ để cúng gồm rượu, xôi, gà và trầu cau. Người chủ gia đình báo cáo với tổ tiên năm cũ đã hết, giờ đến năm mới, con cháu dâng sính lễ lên để cúng ông bà tổ tiên, cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì, ban phúc, ban lộc cho con cháu. Bài bà hàn năm ai năm ý bị non cái tiền tương lai và chi sống sám côn mà gồm phướn cao sống sám châu bỏ chưa mà gồm phướn lanh phướn ngay. Ở cuốn ngân trao có những đầy dù khoảng ngay hỏng ngân trao được nói đây dù tiếng năm lưng. Tiếp đó, cả gia đình quây quần bên nhau để ăn cỗ, chúc mừng năm mới. Cầu chúc những điều tốt đẹp, chúc nhau chén rượu đầu xuân để cả năm được vui vẻ, thuận hòa. Mọi người mừng tuổi đầu năm cho nhau. Cũng trong ngày này, người Thái còn có tục giữ lửa đêm 30 Tết. Bếp lửa phải đỏ đến hết ngày đêm.
Người Thái cho rằng giữ lửa cũng như giữ nếp nhà, gia đình nào giữ được than hồng qua đêm thì sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt. Người Thái còn có tục đi lấy nước tiên vào sáng mùng 1 Tết. Thường thì hoạt động này bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng. Các thành viên đều ra suối rửa mặt để gột rửa hết những đen đủi bệnh tật của năm cũ, mở ra một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Họ cũng đem nước về nhà để cầu lộc, cầu may mắn cho gia đình. Sau khi lấy nước tiên, bà con nơi đây sửa soạn mâm cỗ để cúng tổ tiên vào sáng mùng 1 Tết. Mâm cỗ có nhiều lễ vật hơn mâm cỗ tối 30, gồm bánh chưng, gà, đầu lợn, mọc, rượu. Các lễ vật như gà và đầu lợn đều phải để ngửa. Lần cúng này rất quan trọng, phải được tổ chức với nghi lễ trang trọng linh thiêng. Do vậy, nếu người chủ gia đình không biết cúng thì phải mời thầy mo về cúng. Thường thì bà con sẽ chọn thầy mo hợp với tuổi của gia chủ để vừa cúng gia tiên vừa xông đất đầu năm cho gia đình. Khi xính lễ đã đầy đủ, thầy cúng mời ông bà tổ tiên hoặc những người đã khuất về ăn Tết cùng gia đình, đồng thời cầu khấn tổ tiên và thần linh phù hộ cho gia đình một năm mới làm ăn phát đạt, không ốm đau bệnh tật. Người Thái nơi đây quy định vào dịp Tết mọi người phải mặc váy áo truyền thống. Khi làm lễ nhất định phải mặc trang phục truyền thống. Khi thầy mo cúng xong thì con cháu cùng cúi lạy 3 lần trước bàn thờ gia tiên. Sau khi cúng ở bàn thờ gia tiên, người Thái nơi đây còn làm mâm cúng cho thần trông coi gia súc gia cầm. Năm hết Tết đến cũng là lúc bà con phải sắm sửa quần áo, đồ dùng cho thần trông coi gia súc gia cầm của gia đình. Sau đó, người chủ gia đình đem bánh sừng trâu cho trâu bò ăn, để mong trâu bò năm mới mạnh khỏe, giúp gia chủ gặt hái được những vụ thu hoạch bội thu. Trong ngày mùng 1 đầu năm, người Thái kiêng không quét nhà, không mắng nhau, không nói điều gở. Buổi sáng, con cháu sẽ đến nhà bố mẹ, ông mối, bà Mai chúc Tết. Với những người hàng xóm thì qua 12 giờ trưa, bà con mới đi chúc Tết để tránh việc xông đất. Người Thái nơi đây rất coi trọng người xông đất. Họ thường chọn những người già, người có uy tín đến để xông đất. Người Thái ăn Tết đến ngày mùng 3 Tết. Ngoài việc chú trọng chuyện thờ cúng, hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, người Thái còn tổ chức các hoạt động vui chơi mang đậm bản sắc dân tộc như ném còn, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, hát giao duyên. Có lẽ hoạt động thường xuyên diễn ra trong các ngày Tết tại các gia đình đó là uống rượu cần, đánh cồng chiêng, nhảy sạp và múa lăm vông. Trong men say rượu cần, trong ấm áp tình người, trong hương nồng của mùa xuân, mọi người không kể trai gái, già trẻ đều nhảy múa hân hoan để đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Những lòng,